đó. Nè, nhân vật chính nè. Rồi, nhân vật chính quay đó. Rồi, nhân vật chính vô. Rồi đó. Rồi đó, như đây nè. 1 2 3 4 5. Cái giọng hát dở nè. Còn cái là coi như là rồi của tôi á. Rồi, cảm ơn chị Quý nhiều. Đây. Dập tay đề nghị là người nào có phiếu thì đưa tay lên khoan mở ra đấy. Có đây rồi. Rồi. Mai. Bây giờ số 1 là em. Số 1. Số 1. Mày số 1 giơ tay lên. 1 3 3. Nói gì đó số 4 này số 4 mày. Số 1. Hai đầu giá rồi quá. Số 1. 1. Số 1 nha. No. No. Rồi. Có nghe bên đây được không? Chú ba. Số 1. À ba đây, ba đây. Thôi rồi lụm ơi. Biết ngay mà. Biết ngay mà. Ôi đi em. Em nói rồi đấy. Anh bắt khối 200 nha, anh đừng có để được. Người làm bằng với hữu. Dính. Dính lại rồi. Hả? Hai vợ chồng trúng hả? Như vậy thì chỉ có hai cặp bị lạnh thôi, nhưng mà nếu mà đúng bốn cặp luôn thì này chết nha. Cặp nào thương nữa? Cặp nào ai nữa? Đấy, có cặp nào khớp cặp. Cặp nào khớp nữa thì bốn cặp đều khớp. Nhưng mà cặp em cặp ai khớp được? Ai đây, chuẩn bị những cái bài hát mà mình chuẩn bị hát hôm nay là một trong cái dịp hoạt bát này. Cô cũng được biết là có một happy birthday của Bích Thủy, thật sự là sáu quýt. Cô cũng xin được gửi tặng cho nhân vật chính trong cái buổi happy birthday ngày hôm nay một nhạc phẩm rất là ý nghĩa. Nhạc phẩm ấy mang tên Happy Birthday to You. Bye.
kết hợp tất cả những cái gì tình thân, tình thương mến thương của tất cả hai hội đến với nhau. Cô Hồng xin được giới thiệu cặp đôi số 1 bước lên sân khấu với nhạc phẩm tự chọn. Kính thưa tất cả quý vị hiện nay đang có mặt ở trong khán phòng này, trước hết vợ chồng chúng tôi vừa rồi sau bốc thăm rồi nhận được là bốc thăm số 1, và vợ chồng chúng tôi sẽ trình diễn bài hát Yêu Em Dài Lâu của nhạc sĩ Đức Phi sau đây. Và trước hết xin cho tôi vài lời xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tạo được cái cuộc vui sinh nhật của vợ tôi ngày hôm nay, và xin rất cảm ơn tất cả quý vị hiện nay có mặt trong phòng là động viên hai vợ chồng chúng tôi với bài hát này. Xin cảm ơn. Xin cho một tràng pháo tay. Thank you.